Hello anh em nhá. Hôm nay là ngày 14 tháng 8 nhá. Thì hôm nay thứ hai đầu tuần thì chúc anh em một tuần mới vui vẻ nhá. Thì dạo gần đây thì mấy hôm nay tôi ít ra video tại vì đợt này tôi đang ôn thi khá là bận ấy. Thì tầm cuối tháng thì tôi sẽ rảnh rỗi hơn một chút. Thì hiện tại thì tuần này nó cũng không có event gì mới anh em ạ. Thì tôi sẽ chỉ nói qua một chút thôi. Còn cái đây cái event kiếm sale này thì còn khoảng 2 hôm nữa thì anh em nhớ cố gắng đổi đồ nốt nhá, đổi cái con bọ này. Cố gắng đừng để phí không hết event lại không đổi. Như tôi thì mai tôi sẽ đổi nốt, tôi còn thiếu mấy con nữa thôi là đủ rồi. Đấy, tôi hoàn thành nhiệm vụ này là xong thì là xong. Còn tầm 2 hôm nữa thì kiếm khoảng ít gold nữa là đủ, mỗi ngày tầm 30.000 nữa. Đây mấy cái nhiệm vụ kiếm bọ này thì tôi cũng hoàn thành một ít rồi. Tương lai thì xong rồi. Đó. Không có, đợt này thì cũng không ra được con sale nào cả. Cái chiếm thành này thì anh em chiếm đến đâu rồi? Như tôi thấy thì anh em cố gắng chiếm một cái thành cho chắc nhá, xong bắt đầu mình chiếm sang các thành khác. Ví dụ như là hôm nay thì clan tôi đã chiếm cái thành này rồi thì tôi sẽ không sang những cái thành khác nữa. Ở một thành thôi để đỡ bị loãng và đỡ bị di chuyển nhiều ấy. Hôm nay thì sẽ đánh cái thành này rồi này. Thành này là gì? Reward Efficient là 6%. Này tôi cũng chưa biết là cái gì. Thành này thì cũng khá là nhiều người đánh rồi. Thì cứ chiếm một thành xong bắt đầu mình set team thủ khỏe vào cái thành đấy là ok anh em ạ. Không cần phải thêm nhiều thứ đâu. 2 sao thì hình như có mỗi cờ thôi. Cờ tấn công mới thủ. Thì cái tòa 2 sao này thì đánh dễ này. Tôi xem tôi thắng set thứ mấy rồi nào. Thứ 10. Mai thằng tổ kia nạp nhỏ lên kinh thế nhỉ. Rồi ok. Thì đấy là sơ qua về thành. Còn event tuần này thì mấy cái nhiệm vụ đầu này vẫn là nạp thôi anh em ạ. Nạp để kiếm bọ. Cái đổi tranh này thì tôi không nạp đợt này nên là cũng khá là khó ấy. Hên được cái đỏ này thì mở cái gói này ra thì kiếm được một ít mũ này hay cả bình nước để nâng artifact này. Rồi còn lại mấy cái hên xui, cái hòm này hên xui thì tôi cũng không phải tôi chơi cả. Còn lúc sau thì còn một ít điểm thì chắc đây mua cái át đỏ này cho chắc, chứ mua mua cái này thì tôi mở thì toàn là xanh lá với xanh lam nên tôi cũng không muốn mua. Đó thì còn một ít nữa, còn cái tím này thì thiếu một ít nhỉ, tiếc quá. Tím này thực ra là cũng không mua được cái gì, chỉ cái đỏ là ngon rồi. Thế thì anh em nào mà kiếm sale thì lấy cái át này nhá, cái át này khỏe lắm. Cả áp cả dây thì mới ok được, dây thì nhân đôi được số bọ lên. Còn cái này là lúc cuối sao cam này thì nó có cái hiệu ứng stun với cả không cho hồi máu thì khá là ngon đấy. Đấy là event tuần này. Cái này thì nó cho cái đồ này sida mà toàn cái đồ tím thôi, chả có tác dụng gì mấy. Tuần này thì hơi ít nhiệm vụ thì hơi khó làm, không có nhiệm vụ gì thêm. Ở đây thì summon thôi, fury với ở cục sum thì tôi cũng hoàn thành rồi. Còn 2 hôm nữa thì skill contest là có Doazu anh em nhé. Thì tướng này thì nói chung là cũng không dùng mấy, chủ yếu anh em để nâng passive skill thôi cho nó khỏe. 4 ngày nữa có royal này. Kiếm mạch đó, hiện tại là như vậy thôi. Tour này thì anh em sao rồi? Tour này của tôi thua đến 4 team rồi, không biết còn mua team được mấy ngày nữa.
Nói chung tour này thấy anh em nào cũng khỏe cả. Khá là khó chơi đấy. Mà game thì cũng gần hết rồi. Đợi game về thôi. Bảng này thì toàn anh em Việt Nam khỏe thôi, khó đua. Tướng mới thích thì khó để mà đi được rồi. Cái này phải ai chơi lâu rồi hoặc nạp nhiều rồi mới ăn thua hay không. Khó thật sự. Không đánh được. Đây, những cái ông này thủ cao khó mà ăn được. Rồi hiện tại event tuần này thì không có gì, anh em cố gắng làm cái vua Sumpiemari nhá để cho nhiều điểm mà xếp hạng cho nó cao. Đây tôi xem là ví dụ như là cái này đánh 7 ngày thì có 2 ngày nghỉ lúc đầu để set team ấy thì cũng khá là mệt đấy chứ. Đây tôi bị văng rồi à, thì event tới thì có gì mới thì tôi sẽ lên tiếp video cho anh em nhé. Chúc anh em một tuần vui vẻ nha. Xin chào.